Thưa quý vị và các bạn, bệnh tiểu đường là một trong những căn bệnh phổ biến nhất trong xã hội hiện nay. Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu rõ về bệnh tiểu đường và những ngộ nhận về căn bệnh này có thể gây nên những hậu quả đáng tiếc. Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay sẽ dành thời gian để cung cấp đến quý vị và các bạn những thông tin bổ ích xoay quanh căn bệnh tiểu đường. Chương trình có sự cộng tác của bác sĩ Hồ Trường Bảo Long, Phó trưởng khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Xin chào bác sĩ. Bác sĩ có thể cho biết bệnh tiểu đường là bệnh gì và nguyên nhân của nó là gì ạ? Dạ, xin chào chị Hiền Hòa. Kính chào quý vị khán thính giả xem đài. Thì đái tháo đường vốn nó là một cái nhóm các cái bệnh lý chuyển hóa đặc trưng bởi cái sự gia tăng glucose máu. Thì từ nay mình sẽ gọi là tăng glucose máu là tăng đường máu. Thì cái sự tăng đường máu này là do cái khiếm khuyết về cái tiết insulin, cũng như là một cái khiếm khuyết về cái hoạt động của insulin, hoặc là cả hai. Thì tình trạng tăng đường máu mãn tính này á, là nó sẽ dẫn đến những cái tổn thương, rối loạn chức năng các cơ quan, hoặc là suy các cái cơ quan, một số các cơ quan quan trọng mà nó hay gặp trong cái bệnh tiểu đường, ví dụ như là mắt, thận, thần kinh, tim và mạch máu. Thì cụ thể là đối với, ví dụ như đối với mắt chẳng hạn, thì ban đầu là mình bệnh nhân tiểu đường sẽ thấy nhìn mờ, rồi một thời gian nữa nặng hơn thì có thể gây mù mắt. Đối với ở thận thì đái tháo đường nó làm tổn thương cái cầu thận, và do đó là mình đi tiểu thất thoát cái protein, có nghĩa là chất đạm bị thất thoát qua nước tiểu, thì từ đó sẽ gây phù và lâu ngày dẫn đến suy thận. Thì trong những trường hợp đó thì mình sẽ gọi bệnh nhân là bệnh thận đái tháo đường. Đối với những cái bệnh về những biến chứng mà về tim, thần kinh, mạch máu, thì ví dụ như ở tay chân thì có tê tay chân, thấy tê bì, hoặc là nặng hơn nữa thì có những cái bàn chân đái tháo đường, bệnh nhân sẽ bị những cái loét, những cái ổ loét, những ổ hoại tử tại cái bàn chân. Mình có thể mình thấy là hoại tử hoặc là tím đen, mà nặng hơn nữa thì có thể phải tháo khớp hoặc là cắt cụt. Ở phần tiêu hóa thì cũng biến chứng về thần kinh mạch máu á, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng chậm tiêu và táo bón. Đối với ở ngực á, thì nó sẽ làm giảm, nó che lấp đi một số cái triệu chứng đau ngực mà vốn thường gặp ở bệnh nhân bị suy mạch vành hoặc là nhồi máu cơ tim. Thì lúc này thì khi mà bị đái tháo đường thì nó sẽ che lấp những cái triệu chứng đó đi, bệnh nhân sẽ không cảm thấy đau ngực, nhưng lúc đó có thể diễn ra những cái tình trạng bệnh lý là nhồi máu cơ tim chẳng hạn, hoặc là nặng hơn nữa thì nó có thể gây ra những cái biến chứng thêm là xơ vữa động mạch, thì nó sẽ góp phần gia tăng cái nguy cơ đột quỵ tim và não cho bệnh nhân. Đó là những cái biến chứng mà mãn tính. Còn đối với những biến chứng cấp tính á, thì mình có thể gặp được những tình trạng viêm phổi trên lâm sàng, mình gặp viêm phổi này, hoặc là những tình trạng viêm nhiễm trùng đường tiểu kéo dài, dai dẳng. Thì trong những trường hợp mà nguy hiểm nhất đó là cái tình trạng bị hôn mê tăng đường huyết, hoặc là hôn mê hạ đường huyết khi có điều trị tiểu đường chẳng hạn. Thì tất hai cái loại hôn mê này là đặc biệt nguy hiểm đối với tính mạng bệnh nhân. Tại vì nếu mà không được cấp cứu một cách, xử lý cấp cứu một cách kịp thời, thì bệnh nhân có thể ảnh hưởng tính mạng. Như vậy thì cái bệnh đái tháo đường này á, là sẽ là một cái bệnh rất là phức tạp và là một cái bệnh mãn tính, mà về lâu về dài ảnh hưởng rất là nhiều đến bệnh nhân và gia đình, và để lại những nhiều cái biến chứng. Từ đó nó làm cho cái chi phí điều trị, chi phí chăm sóc và điều trị một bệnh nhân tiểu đường như vậy sẽ làm cho nặng nề cho gia đình và cho cái cộng đồng. Vì vậy thì cái bệnh đái tháo đường, nếu mà mình nắm rõ để mình quản lý được nó, mình hiểu về nó và điều trị một cách đúng cách, thì sẽ làm giảm được những cái chi phí đó để nhẹ nhàng hơn cho gia đình và cho cộng đồng, và bớt cái nỗi đau cho bệnh nhân. Thưa bác sĩ, vậy là nguyên nhân của bệnh tiểu đường là gì ạ? Dạ thưa chị, là cái nguyên nhân của bệnh đái tháo đường á, là cái chính là do sự thiếu hụt insulin. Thì đối với một cái người bình thường như thế của mình á, thì tuyến tụy nó đóng một vai trò rất quan trọng, trong đó cái phần nội tiết á, là nó tiết ra insulin từ các cái tế bào beta tuyến tụy, mục đích là để nhằm điều hòa đường huyết, đưa đường huyết hạ xuống ở mức bình thường, nhưng mà để cho cơ thể vẫn, các tế bào cơ thể vẫn xài, vẫn sử dụng được đường để mà hoạt động và không gây ra những cái biến chứng.
Thì đối với ở bệnh nhân đái tháo đường thể 1 thì có một cái sự là thiếu hụt, sự khiếm khuyết sản sinh ra cái insulin này, đó là sự tổn thương các cái tế bào beta. Thì cái này có liên quan đến vấn đề di truyền và liên quan đến những cái tự kháng thể trong máu. Thì trong máu mình, trong cơ thể của bệnh nhân là sản xuất ra những cái tự kháng thể để qua đó diệt các cái một cái số mô của chính cơ thể mình luôn. Thì trong trường hợp này thì lại là tiêu diệt các cái tế bào tuyến tụy, từ đó là cái số lượng tế bào beta nó bị giảm sút. Và khi cái số lượng nó bị sút, nó giảm sút trên 80 đến 90% thì sự thiếu hụt insulin sẽ là trầm trọng và lúc đó sẽ bộc lộ ra cái đái tháo đường. Và còn ở trường hợp mà bệnh nhân đái tháo đường thể 2 á, thì nó cũng liên quan đến cái sự thiếu hụt insulin và đặc biệt là có sự liên quan đến cái đề kháng insulin. Thì đái tháo đường thể 2 này lại liên quan đến cái yếu tố di truyền và cái môi trường. Thì cái môi trường ở đây mình phải nói đến đó là cái gọi là cái lối chế độ ăn uống sinh hoạt. Thì chế độ ăn uống thì dinh dưỡng là một, và cái chế độ sinh hoạt và tập luyện là hai. Thì cả hai thứ đó sau này cùng với thuốc sẽ là ba cái phương pháp mà để cùng một lúc mình điều trị tiểu đường. Thì trong cái trường hợp đái tháo đường thể 2 này, khi mà có những cái khiếm khuyết và cái đề kháng insulin như vậy á, thì nó sẽ tăng axit béo tự do trong máu, tăng đường trong máu, từ đó nó làm cái tổn thương các cái tế bào và các cái mô cơ thể, và qua đó nó lại làm giảm tiết insulin từ tuyến tụy. Và khi một sự giảm tiết tới cái mức mà nó không thắng được cái sự đề kháng insulin thì đường trong máu quá cao thì nó sẽ bộc lộ nó ra ngoài nước tiểu và bệnh nhân sẽ bị tiểu đường, bệnh nhân sẽ bị đái tháo đường. Vâng, thưa bác sĩ, vậy làm như thế nào để nhận biết bệnh tiểu đường ạ? Bệnh đái tháo đường vốn khi mà bộc lộ thì các cái triệu chứng mà rất rõ ràng mà mình dễ nhớ nhất đó là bốn cái nhiều, gọi là bốn nhiều, đó là bệnh nhân sẽ tiểu nhiều, uống nhiều, khát nhiều nhưng mà lại gầy nhiều. Thì khi mà tiểu nhiều như vậy có nghĩa là đối với một người bình thường thì trong một đêm á, có thể tiểu từ 1 đến 2 lần, thậm chí không tiểu suốt đêm đến sáng. Nhưng đối với những người đái tháo đường có thể tiểu 4 đến 5 lần, và thậm chí có những người nặng hơn tiểu một đêm có thể 7 tới 8 lần. Và như vậy thì làm cho bệnh nhân cứ thức dậy đi tiểu liên tục. Và như vậy là bệnh nhân sẽ mất ngủ, vừa mất ngủ vừa mất nước. Như vậy bệnh nhân sẽ sụt cân rất là nhanh. Thì cái tình trạng sụt cân nhanh này á, có thể diễn tiến là vài ba kg cho đến trên 10 kg. Và trong thời gian từ 1 đến 2 tuần hoặc là trong thời gian đến 1 đến 2 tháng là có thể sụt trên 10 cân. Lâm sàng thì nó rất đa dạng nhưng sụt cân như vậy là rất là mau. Đó là các cái triệu chứng dễ nhận biết nhất. Và đối với một số trường hợp thì với những cái diễn tiến, đặc biệt là đối với đái tháo đường thể 2 là diễn tiến chậm từ từ, thì có thể mình không phát hiện được mà chỉ có phát hiện một cách tình cờ thôi, đó là qua cái khám tổng quát, xét nghiệm tổng quát hoặc là qua khám quản lý sức khỏe của các cơ quan, thì lúc đó mình mới thấy đường huyết nó tăng cao, nó vượt quá giá trị chẩn đoán của Tổ chức Y tế Thế giới đủ tiêu chuẩn mình chẩn đoán là đái tháo đường. Hoặc là một số trường hợp là các bệnh nhân vào trong cái tình trạng là bị viêm phổi hoặc là bị nhiễm trùng đường tiểu hoặc là viêm một số các cái cơ quan nào đó trong cơ thể mà điều trị dai dẳng không không hết, thì lúc đó mình làm xét nghiệm ra thì có khả năng đó là bệnh nhân đái tháo đường. Hoặc là một số bệnh nhân khi mà vào tự nhiên mình thấy bàn chân có những cái vết loét, có thể là khô hoặc là có thể chảy mủ, rồi có thể bị hoại tử tím đen, thì cái đó có rất có khả năng đó là bàn chân đái tháo đường, có nghĩa là bệnh nhân đó đã đái tháo đường thôi. Mình làm xét nghiệm cái là mình biết ngay. Vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì có những phương pháp nào để có thể điều trị bệnh đái tháo đường hay không ạ? Bệnh đái tháo đường á thì không có một cái phương pháp nào riêng biệt mà bắt buộc phải phối hợp cả ba phương pháp. Thì ba phương pháp này cùng một lúc phải song hành với nhau. Thứ nhất đó là chế độ ăn uống, mình còn nói là chế độ dinh dưỡng. Cái thứ hai đó là cái chế độ luyện tập, hay là mình nói nôm na là cái lối sống, lối cái cách sinh hoạt của mình. Và cái thứ ba là đó là thuốc. Thì theo chị thấy đấy, tất cả ba phương pháp cùng song hành, nhưng mà riêng hai cái phương pháp đầu tiên đó là chế độ dinh dưỡng và chế độ tập luyện là phần đó bệnh nhân có thể chủ động làm được rồi.
còn cái phần thuốc là chỉ có một phần do bác sĩ thôi. Như vậy thì bệnh nhân không nên lo lắng làm gì, không không nên lo lắng nhiều, mà đương nhiên dưới cái sự trao đổi và dưới sự tư vấn hướng dẫn của bác sĩ và bản thân mình đã nắm được hai phương pháp rồi thì cái bệnh đái tháo đường mình cũng dễ kiểm soát được nó. Thì cụ thể là đối với một cái chế độ ăn hoặc là cái chế độ tập luyện như thế nào thì tùy tùy vào cái độ tuổi này, tùy vào bệnh lý phối hợp này, tùy vào tình trạng sức khỏe của bệnh nhân này, rất là nhiều cái để người bác sĩ mới đưa ra một cái chế độ hợp lý là về anh hoặc là cô bác chú nên ăn uống như thế nào, liều lượng ra làm sao. Và cũng như vậy Chế độ đối sinh với hoạt. chế độ sinh hoạt tập luyện là nên tập như thế nào. Tại vì đối với một người già, ví dụ như trên 70 tuổi mà đặc biệt có phối hợp với các cái bệnh lý về tim mạch chẳng hạn, thì không thể mình bắt ngày nào bệnh nhân cũng vận động mà chạy bộ nửa tiếng làm sao mà người ta chịu cho nổi. Tức là phải tùy vô cái từng cái trường hợp bệnh nhân cụ thể. Cũng giống như với thuốc điều trị cũng vậy thôi, mình phải tìm hiểu là giai đoạn bệnh là ở mức nào, bệnh tiến triển tới mức nào và trước đây đã từng can thiệp những thuốc gì rồi, và nếu mà nó có bớt hoặc là hay không, hoặc là nó đã gây hại đường huyết thì mình lại giảm liều đi, mà nó tăng nó vẫn còn tăng thì mình lại tăng liều hoặc điều chỉnh qua thuốc khác. Thì cái vấn đề đó thì nó phụ thuộc vào chuyên môn của bác sĩ rất nhiều, thì phải phối hợp cả ba cái đó, ba phương pháp đó bắt buộc lúc nào cũng vậy hết cả thì mới đạt được kết quả điều trị là tốt nhất. Thì để qua đó đưa lại một cái kết quả tốt nhất cho bệnh nhân nhằm hạn chế các biến chứng sau này. Vâng, thưa bác sĩ, còn nếu trong trường hợp mà không điều trị thì bệnh tiểu đường có thể gây nên những hậu quả gì? Trong trường hợp bệnh tiểu đường mình bắt buộc phải điều trị ngay, tại vì một ngày nào mà chần chừ là bệnh nhân sẽ gia tăng cái nguy cơ chừng đó. Thì đối với một cái trường hợp mà nếu không được điều trị thì đường máu, khi mà bệnh nhân đường máu tăng quá cao có thể dẫn đến những hôn mê. Thì trong trường hợp mà trong y khoa thì gọi là hôn mê tăng áp lực thẩm thấu, tức là hôn mê tăng đường huyết á, thì trong trường hợp bệnh nhân hôn mê như vậy thì rất là nặng nề nếu không được chữa trị kịp thời. Thì đương nhiên là những trường hợp đó phải được điều trị tại cấp cứu tại cơ quan y tế. Những cái trường hợp mà đó là trường hợp không được điều trị, còn nếu mà được điều trị nhưng không đúng cách, có nghĩa là không đạt được cái kết quả tốt nhất, thì đường trong máu vẫn tiếp tục gia tăng, thì từ đó nó dẫn đến những cái ví dụ như biến chứng cấp tính thì có thể dẫn đến là viêm phổi, viêm bàng quang, viêm dạ dày ruột nè, rồi viêm nhiễm trùng đường mật, rất là nhiều cái nhiễm trùng trong các cơ quan trong cơ thể mình. Và những cái biến chứng mạn tính là giống như hồi nãy mình vừa đề cập đến, tức là nó gây mù mắt, gây suy thận, gây cắt cụt chân hoặc tháo khớp, hoặc là những biến chứng về thần kinh mạch máu, về đột quỵ não và đột quỵ tim chẳng hạn. Thì tất cả những cái biến chứng này là đều gây nặng nề cho bệnh nhân, cho gia đình và cho xã hội hết cả. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì bệnh tiểu đường có phòng được không và mình sẽ phòng như thế nào ạ? Bệnh tiểu đường thật sự là cũng tùy trường hợp mà mình có thể phòng tránh được. Ví dụ như đối với bệnh nhân đái tháo đường thể 1 mà có liên quan đến cái di truyền thì quả thật là khó, tại vì cái này truyền từ bố mẹ. Nhưng mà đối với có một số trường hợp đái tháo đường thể 1 mà người ta bị sau khi nhiễm xạ hoặc là sau nhiễm virus thì mình phòng tránh được bằng cách là mình có một cái lối sống tích cực, mình giữ được cái sức khỏe, tức là có tập thể dục, ăn uống hợp lý để mình giữ được sức khỏe, nâng cao sức đề kháng thì mình sẽ tránh được, hoặc là mình có bị trúng những cái đó thì mình cũng khó bị tổn thương tuyến tụy. Đó là trường hợp của đái tháo đường thể 1. Rồi có một cái loại đái tháo đường bên cạnh đó, ngoài cái đái tháo đường thể 1 và đái tháo đường thể 2 thì ở Việt Nam mình nó hay gặp một cái đái tháo đường gọi là đái tháo đường sơ sỏi tụy. Thì trường hợp này là do bệnh nhân ở Việt Nam mình thường lạm dụng bia rượu. Nếu mà lạm dụng bia rượu mà dài ngày thì có thể dẫn đến tình trạng viêm gan mạn hoặc xơ gan. Thì xơ gan có nghĩa là nó cũng xơ luôn tuyến tụy luôn. Thì đối với những bệnh nhân xơ gan đó thông thường có cả cái tiểu đường do xơ cái tụy. Thì để phòng tránh những trường hợp này thì mình phải hạn chế cái tình trạng lạm dụng bia rượu, thì để tránh được cái đái tháo đường sơ sỏi tụy.
Còn đối với cái đái tháo đường thể 2 á, thì nó liên quan đến cái sự thiếu hụt insulin và sự đề kháng insulin. Thì muốn phòng tránh nó thì mình làm như thế nào, mình làm giảm đi cái sự đề kháng insulin, mà làm giảm đề kháng insulin là bằng cái chế độ ăn uống hợp lý, không ăn thừa mỡ, không ăn quá nhiều cái năng lượng, hoặc là tức là dư cái năng lượng quá cái nhu cầu bình thường của cơ thể, mà nhất là trong thời gian kéo dài thì rất là dễ làm tuyến tụy suy thêm. Và cái cải thiện cái sự đề kháng insulin cũng bằng cách là mình có tập luyện thể dục hợp lý, qua đó nó sẽ làm giảm cái đề kháng insulin đi, và như vậy là các cái tế bào nó sẽ dung nạp được đường máu, nó sử dụng một cách trọn vẹn, thì đường lưu hành trong máu sẽ giảm xuống, là mình sẽ giảm được nguy cơ bị tiểu đường. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ vì những thông tin bổ ích xoay quanh bệnh tiểu đường và cảm ơn bác sĩ đã cộng tác với chuyên mục sức khỏe cho mọi người hôm nay. Cảm ơn chị Hoa, cảm ơn quý vị khán thính giả đã xem lại.